cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay phía Tây Bắc Bộ trời sẽ có nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông ở vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc sẽ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía đông bắc bộ nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và sông rải rác. Cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và sông ở vài nơi. Do tiếp tục ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên chiều và đêm của các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 5, thành phố Hà Nội và miền Bắc mưa rào và rông, có nơi mưa vừa mưa to kèm lốc xét, mưa đá, gió rất mạnh khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc trời sẽ nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông ở vài nơi. Phía Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông ở vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Ngày mai mùng 3 tháng 5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Đà Nẵng sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng từ 11 đến 17 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian nắng nóng từ 10 đến 17 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nắng nóng và có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến 36, thậm chí là 37 độ C. Thời gian nắng nóng từ 11 đến 17 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Ngày 4 tháng 5, nắng nóng sẽ có khả năng quay trở lại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ khoảng ngày 4 đến ngày 5 tháng 5, nắng nóng giảm dần ở Tây Nguyên và Nam Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp độ 1. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ sẽ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và có nguy cơ xảy ra cháy rừng ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể con người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc từ 30 đến 33 độ. Phía Nam từ 35 đến 38 độ. Có nơi trên 39 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây. Phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Có nơi đặc biệt gai gắt. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ, có mây, Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4 cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa. Dự báo Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn ở một số nơi. Chiều tối và đêm mùng 1 tháng 5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên chiều tối và đêm ngày mùng 1 tháng 5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, xét, mưa đá cấp 1. Thưa quý vị, trong tháng 5, Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt được các chuyên gia dự báo sẽ xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là mưa sông kèm theo lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5 đến 2,5 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa trong tháng 5 tại khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 5 đến 20%. Trong đó, một số nơi thuộc khu Đông Bắc có mưa cao hơn từ 25 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến thấp hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong thời kỳ dự báo, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh nên ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng. Có nơi nắng nóng gay gắt tập trung trong 20 ngày đầu tháng. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước dự báo xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ngoài ra, mưa rông ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng gia tăng dần trong thời kỳ dự báo. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 10 ngày cuối tháng 5, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa rông, kèm theo lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, Tây Nguyên và Nam Bộ đối diện với tình trạng nắng nóng gay gắt đặc biệt trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Không chỉ vậy, mùa mưa ở khu vực này năm nay lại được dự báo lần đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm trước. Vậy bao giờ thì Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ bước vào mùa mưa? tình trạng nắng nóng khốc liệt sẽ còn kéo dài đến khi nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phải chờ đến những ngày cuối tháng 5, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhờ mùa mưa đến, tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở Nam Bộ và Tây Nguyên có thể được cải thiện dần từ cuối tháng 5. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đang trải qua một trong những mùa khô gai gắt nhất trong lịch sử. Nắng nóng bắt đầu ở Đông Nam Bộ ngay từ tháng 1 từ cuối tháng 3 mở rộng ra Tây Nam Bộ, từ tháng 4, Tây Nguyên cũng xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời gian qua, hàng loạt kỷ lục nhiệt độ đã được ghi nhận ở khu vực này. Chỉ riêng tháng 4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài trong tháng với nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 3 độ. Riêng Tây Nguyên có nơi cao hơn 3 độ. Cùng với nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ trải qua một mùa khô hiếm thấy khi nhiều khu vực hầu như không có mưa trong nhiều tháng, dẫn đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng đã xảy ra chỉ riêng tháng 4, lượng mưa của Đông Nam Bộ thiếu hụt 100 mm so với trung bình nhiều năm. Nhiều nơi trong khu vực lượng mưa thiếu hụt từ 60 đến 90% so với trung bình nhiều năm. Trước khi đón mùa mưa, dự báo trong 20 ngày đầu tháng 5, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Dự báo trong tháng 5, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Riêng trên sông Vàm Cỏ Cái Lớn, Cái Bé, xâm nhập mặn duy trì ở mức cao đến giữa tháng 5, sau đó giảm dần vào cuối tháng chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. thưa quý vị, cơ quan quản lý dịch vụ thiên văn địa vật lý và khí quyển Philippines vừa qua đã cho biết chỉ số nhiệt độ ở nước này có thể đạt ở mức cực kỳ nguy hiểm là 57 độ C sau khi nhiều khu vực của đất nước đang phải trải qua nắng nóng khắc nghiệt nhiều tuần qua. một số khu vực đã phải ban bố tình trạng thiên tai vì hiện tượng El Nino. tại Metro Manila, chỉ số nắng nóng có thể lên tới 48 độ C. Sau khi mức 45 độ C được ghi nhận vào ngày 27 tháng 4, hơn 40 khu vực khác sẽ trải qua chỉ số nhiệt độ nguy hiểm khi El Nino và mùa khô tiếp tục ảnh hưởng đến Philippines. Cơ quan thời tiết nhà nước Philippines lưu ý nhiệt độ cực cao sẽ kéo dài cho đến tuần thứ 2 của tháng 5. Cuối tuần qua, chỉ số nhiệt độ ở Iba, Jamales đạt 53 độ C, thuộc mức cực kỳ nguy hiểm, lần đầu tiên mức phân loại nói trên được ghi nhận trong năm nay. Cơ quan thời tiết nhà nước PAGASA cho biết El Nino có thể sắp kết thúc và giai đoạn chuyển tiếp bắt đầu từ cuối tháng 5 đến tháng 7. Sau đó Philippines sẽ chuyển sang hiện tượng thời tiết La Nina. Nhưng bất chấp sự suy yếu của El Nino, cơ quan thời tiết bang cảnh báo nhiệt độ nóng hơn có thể sẽ được ghi nhận vào tháng 5 dựa trên dữ liệu trước đó. Trước đó, chỉ số nhiệt cực kỳ nguy hiểm cao nhất là 57 độ C được ghi nhận vào ngày 20 tháng 4 năm 2020 tại San Jose, Occidental Mindoro. Với tình trạng nắng nóng gai gắt tại Philippines, nhiều khu vực ban bố tình trạng thiên tai Ít nhất 103 thành phố và thị trấn đã rơi vào tình trạng thiên tai do El Nino, trong khi số người bị ảnh hưởng lên tới 2,1 triệu người. Nếu một địa phương tuyên bố tình trạng thiên tai, sẽ được tiếp cận 5% quỹ ứng phó nhanh. Bộ trưởng Nội vụ Benhuo Abalos cho biết đã được chỉ đạo đảm bảo quỹ phản ứng nhanh được cung cấp cho các khu vực đang gặp thiên tai. Thưa quý vị, tin báo mới nhất từ trang tin VQR cho hay Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC đang chuẩn bị trước cho một mùa bão dự kiến là bão dồn dập, khốc liệt trong năm nay. Các nhà dự báo bão nhận định trong các bản dự báo bão đầu mùa rằng mùa bão năm 2024 sẽ cực kỳ khốc liệt. Trong đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Colorado đang dự đoán có 11 cơn bão cuồng phong, trong đó có 5 siêu bão trong năm nay. Về phần mình, các nhà dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đang cảnh báo những cơn bão trong mùa bão năm nay có thể tăng cấp nhanh chóng. Điều này có nghĩa là tốc độ gió trong bão sẽ tăng ít nhất 50 km h trong vòng 24 giờ. Một số cơn bão từng đổ bộ Florida, Mỹ đã tăng cấp chóng vánh, trong đó có bão Ima, Ian và Idalia. Ngay cả cơn bão Andrew đổ bộ vào năm Florida năm 1992 cũng tăng cấp chóng mặt trước khi đổ bộ đất liền. Rob Bieber, nhà khí tượng điều phối cảnh báo của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ chỉ ra ví dụ gần đây nhất về bão tăng cấp chóng vánh là Otis, cơn bão mạnh nhất ở Đông Thái Bình Dương đổ bộ vào đất liền trong kỷ nguyên hiện đại. Bão Otis đổ bộ vào đất liền với sức tàn phá cất năm sau khi tăng vọt 4 cấp từ một cơn bão nhiệt đới trong vòng 24 giờ. Chuyên gia Robbie Birk lưu ý, dù các nhà dự báo đã khéo léo hơn trong dự đoán bão tăng cấp nhanh nhưng vẫn bị mất cảnh giác trước những cơn bão như Otis. Hiện tại, các nhà khí tượng học, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ đang theo dõi các diễn biến thời tiết có thể mạnh lên thành bão và thực hiện một số thay đổi trong cách chia sẻ thông tin. Trong mùa bão đại Tây Dương năm nay, các nhà khí tượng học hy vọng sẽ chuẩn bị tốt hơn bằng cách triển khai một số biện pháp cụ thể trong dự báo thời tiết nói chung và dự báo báo nói riêng, gồm mở rộng dự báo quy mô trường gió, mở rộng thời gian cảnh báo, dịch các bản tin dự báo báo sang tiếng Tây Ban Nha, thay đổi múi giờ Đông Thái Bình Dương, dùng đồ họa dự báo báo mới, dùng đồ họa lượng mưa thử nghiệm cho các khu vực quốc tế. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên kênh youtube của báo điện tử VTC News đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc mới vui vẻ và an lành.